Đội trưởng gọi vệ vào phòng làm việc. Cả đội cũng vào theo, đứng chật gian phòng. Đội trưởng quyết định bổ sung vệ vào tổ của Hiền. Sau đó, anh hỏi chuyện em, tại sao biết làm xiếc và tập xiếc từ bao giờ? Té ra, trước khi gia nhập vệ quốc đoàn, vệ là diễn viên nhào lộn của một gánh xiếc rong. Em kể. Gánh xiếc rong của em do một ông khách to lớn, có cặp mắt xếch ngược như mắt tượng hát bồi, làm chủ gánh. Ông này trước là diễn viên trụ cột của một đoàn mại võ Sơn Đông, chuyên bản thuộc cao, rất có tiếng tăm ở Sài Gòn Chợ Lớn. Sau vì một chuyện xích mích chí đỏ với người trưởng đoàn, ông ta tách khỏi đoàn và lập một gánh xiếc rong để sinh sống. Gánh xiếc này chỉ vẹn vẹn có 5 diễn viên, chủ gánh, vệ, một anh lùn, một con khỉ và một con gấu. Gánh xiếc rong nhỏ bé của em từng đi diễn khắp lục tỉnh Nam Kỳ, sang cả Nam Vang. Lúc này, cả đội mới hiểu ra vì sao giọng nói của vệ lơ lớ đá giọng Sài Gòn. Lần đầu tiên, Hiền và nhiều bạn khác trong đội mới biết cuộc đời của những người làm xiếc rong chẳng mê ly vui thú như chúng vẫn thường tưởng tượng. Trái lại, đó là một cuộc sống gian truân vất vả, cực nhục đến ghê người. Cuộc sống ấy đã để lại trong trí nhớ chú bé có cặp mắt dịu dàng như mắt nai này biết bao kỷ niệm hải hùng. Chính người khách mãi võ Sơn Đông vừa làm chủ gánh vừa dạy xiếc cho các diễn viên. Ông ta dạy anh lùn tung hứng ném dao, dạy con khỉ con gấu múa thanh long đao đi xe đạp, dạy vệ nhảy qua dòng lửa có cắm dao cùng các trò nhào lộn đi trên dây thép. Về các môn xiếc, ông ta là một người tuyệt giỏi. Không một môn nào ông không đạt đến mức điêu luyện. Nhưng ông cũng ác vô cùng. Lúc dạy, tay ông ta không bao giờ rời cây roi da. Con khỉ, con gấu, anh lùn và vệ, mỗi lần làm sai, làm hỏng, ông ta quất không tiếc tay, lại còn phạt nhịn đói. Nhìn ông ta đánh con khỉ với con gấu mới thương. Dưới những trận mưa roi da, hai con vật ôm mặt kêu rú lên, lăn lộn dưới đất, chắp tay lại ông rối rít. Để cạnh tranh với hàng trăm gánh xiếc rong hồi đó, ông chủ bắt anh lùn và vệ diễn những trò hết sức ghê rợn, làm người xem phải dựng tóc gáy. Lên 10 tuổi, vệ đã phải phi thân bay qua vòng lửa cháy rần rật có cắm 12 lưỡi dao nhọn hoắt. Phải đi trên dây thép căng cao 2 thước và bước tới đâu, ông chủ đẩy theo tới đó một bàn gỗ có 4 bánh xe. Bên trên cắm ngược 12 lưỡi dao như sẵn sàng chờ em ngã xuống. Nhưng khủng khiếp hơn cả là trò em làm bia sống cho anh lùn ném dao. Người diễn viên có tài tung hứng và ném dao tuyệt vời này xấu xí dễ sợ. Anh ta chỉ cao hơn 1 mét, nhưng đôi vai rất rộng nên trông cứ như người vuông. Cái đầu của anh to hết cỡ. Trong biển quảng cáo, anh thường được trưng là người lùn nhất thế giới về tài tung hứng và ném dao. Làm bia sống cho anh lùn ném dao, vệ phải cởi trần, mặc quần cộc thun bó sát người. Em đứng dựa lưng vào một tấm ván mỏng dựng trên cái giá gỗ, hai tay dang thẳng, hai chân xoạc rộng, toàn thân không nhúc nhích như đã bị đóng đinh vào tấm ván. Anh lùn đứng cách xa em chừng 10 bước, tay cầm một nắm dao găm sáng loáng. Sau một hồi đánh phèn phèn cổ động, ông chủ hô lên một tiếng như sấm. Tả lớ này! Lập tức, anh lùn cầm từng con dao một ném phầm phập vào quanh người vệ. Dao cắm sát đỉnh đầu, sát hai vai, luồn dưới hai nách, hai bên hông, hai bên bẹn,
cuối cùng là dưới hai bàn chân, vừa đúng 12 lưỡi. Lưỡi nào cũng cắm cách người em chỉ dài 3 phân, có lưỡi dính sát da. Và càng ném cắm sát da, càng được người xem tung tiền thưởng. Lúc vệ bước ra khỏi tấm gián, 12 lưỡi dao cắm trên gián thành một hình người nho nhỏ. Mặc dù đã đứng làm bia sống hàng mấy trăm lần, nhưng vệ không làm sao quên được. Kể đến đây, bất giác em rùng mình. Thật khủng khiếp. Lúc đó, hai mắt em nhắm nghiền, nên càng nghe rõ tiếng dao rít quanh mình. Mỗi lần lưỡi dao bay đến, cắm phập vào tấm gián, rung lên bần bật. Chất thép lạnh chỉ chạm khẽ vào da thịt mà nhói thấu đến tận óc. Một cảm giác kinh hoàng không sao tả xiết làm cho khắp người em mồ hôi vã ra như tắm. Mồ hôi chảy ròng ròng suốt từ chân tóc đến hai gan bàn chân. Nhiều lần căng thẳng quá, em tưởng có thể ngã gục xuống chết ngất. Nhưng em đã cố hết sức để đứng vững không rung. Nếu rung và chỉ cần một ly xê dịch, dao sẽ cắm vào người như chơi. Những vết sẹo dài như chém trên đầu vệ chính là những vết dao anh Lùng lỡ ném hơi quá tay. Ngồi nghe vệ kể chuyện làm xiết, hai thái dương đội trưởng mồ hôi rịn lấm tấm. Anh sững sờ kêu lên: rửa cha mẹ quê quán em ở đâu mà phải lưu lạc vô tận Sài Gòn làm xiệc rong? Nó kể: em theo gánh xiệc từ ngày còn nhỏ lắm. Em không nhớ là năm đến mấy tuổi nữa. Cha mà quê quán thì em chỉ còn nhớ cả nhà em sống chui dưới một cái gầm cầu sắt to lắm. Người gồng gánh ô tô tàu hỏa đi lại rầm rầm trên cầu suốt ngày suốt đêm. Cha em thường mặc bộ áo quần xanh rách rưới, nồng nặc mùi vôi. Phải, em không nhớ mặt cha, nhưng cái mùi vôi nồng nặc trên áo quần cha sau mỗi buổi chiều đi làm về, thì cho đến tận bây giờ, em vẫn còn như người thấy. Cứ chiều đến, em lại treo lên mặt đường nhựa đón cha. Thấy bóng cha từ xa, em chạy ào đến. Cha bồng em lên tay, hôn hít, rồi móc móc túi. Cha bắt em nhắm mắt, hạ miệng thật to, rồi lè lan đút vô miệng em. Khi cái kèo câu, khi cái kèo bi, ngọt cho đến tận bây giờ. Một buổi chiều, em đứng đón cha hoài. Đón đến tối cấm tối mù, cũng không thấy cha về. Chiều hôm sau, rồi chiều hôm sau nữa, cũng không thể cha về. Mà em thì cứ lăn lóc dưới đất, đầu tóc rụ rười, khóc gào như đã hỏa điên. Mà em ôm ghì em, vùi em vô đống tóc rối bời, bê bết đất bùi, rồi lại lăn lóc, lại kêu khóc. Rồi một buổi sáng, những người chèo đò vớt mạ em từ dưới sông lên. Tóc mạ trết đầy bùn. Người ta sụm lại, đào một cái hố to dựa bại bắp, bỏ mạ em trong chiếc chiểu rách mà mọi ngày cha em vẫn đắp, đặt mạ xuống hố, lấp đất lại. Em đói quá, cả ngày đứng trên đường xin ăn. Người cho em miếng bánh, người cho em cục cơm. Một hôm, có một ông mặt mũi dự tờn như ông tượng cầm gươm hiện ra trước mặt em. Ông đứng chống nành, không nói không rằng, trừng trừng ngỏ em một lúc lâu. Em sợ có rụm người lại. Ông này bất thình lình chụp lấy bàn tay em đang ngựa chìa ra xin ăn, dắt em đi gần như kẻo. Em sợ quá nên chẳng dám kêu, cũng chẳng dám khóc. Hai chân lết quết chạy theo ông. Ông ta đưa em đến một quán cơm, cho em ăn cùng với một con khỉ, một con gấu và một anh lùn tịt,
đầu rất to. Lúc đầu em sợ người lùn này lắm, còn sợ hơn cả cái ông kéo em đi. Nhưng anh lùn cười với em hiền khô dỗ em. Đừng sợ, đừng sợ em à. Anh chỉ lùn thôi, mà người lùn thì hiền hơn cả con nít. Anh gấp miếng thịt trong bát đang ăn, bỏ vào bát em. Sau đó, cái ông mặt mũi dữ tợn ấy đưa em lên tàu cùng với anh lùn, con khỉ, con gấu. Con tàu chạy suốt ngày suốt đêm đến một nơi nào đó rất xa. Ông ấy chính là người khách mại vỏ Sơn Đông, chủ gánh xiếc sông. Câu chuyện của vệ làm nhiều bạn nổi hết gai ốc, lo sợ thay cho bạn và thương bạn quá chừng. Nhiều em quay mặt đi, giấu dội nước mắt. Mừng thì khóc thực sự, em gục đầu vào vai bồng, khóc nấc lên thành tiếng. Bồng cũng khóc, nhưng chỉ nấc lên khe khẽ và nước mắt chảy lặng lẽ trên hai gò má thô ráp. Tư Giác giả bộ cười, nhưng miệng cứ méo xệch thành mếu. Vịnh xưa đưa ống tay áo dụi cặp mắt đỏ hoe, lắp bắp, tức tối hỏi vệ. Khổ đến nước ấy, răng cậu không bỏ trốn quách, cứ đeo quéo mãi với cái thằng cha chủ xỉa cậy mừng chi. Nhưng biết trộn đi mô được. Vệ hỏi lại như muốn nói với tất cả các bạn có mặt ở đó. Cặp mắt to dịu dàng như mắt nai của em ánh lên một vẻ buồn buồn, sâu thẳm. Hồi nở, làm chi đã có về quốc đoàn như bây giờ để minh trộn theo. Vệ khẽ thở dài. Thêm nữa, mình cũng thương anh luôn lắm. Anh ấy tuy thân hình mặt mũi xấu xỉ hết chỗ nói, nhưng tốt bụng như ông buộc. Anh ấy thương mình, thương cả con khỉ, con gấu như mà thương con. Mỗi lần chúng bị chủ đánh hoặc diện trò bị thương chảy máu, anh ấy pha nước mũi rửa vết thương cho chúng, tìm mua lá dấu, thuốc cao rịt vết thương. Anh lẻn ông chủ lấy đường pha nước cho chúng uống. Anh nừng dỗ chúng chẳng khác chi mà dỗ con. Mình mà ổn, anh ấy ngồi cạnh bên đầu giường suốt đêm, xúc bỏng cho mình từng thìa chảo nhỏ. Mình trộn đi, không có ai đựng làm bia sống cho anh ấy ném dao, lão chủ sẽ đuổi anh mất. Mà anh ấy không làm xiếc thì còn biết làm chi mà ăn. Đội trưởng hỏi, rửa em gia nhập về quốc đoàn trong trường hợp nào? Và cách mạng tháng 8 thành công, gánh xiếc của em đang diện ở Nha Trang. Ít lâu sau đó, bọn Pháp trở lại gây hấn, tấn công vào thành phố. Đài Bắc chúng đặt dưới tàu biển, rót lên thành phố dồn dập suốt ngày đêm. Một quả đạn lớn rớt trúng cái quán gánh xiếc chúng em đang trò. Lão chủ và anh lùn bị trúng mạnh đạn chết ngay tại chỗ. Còn con khỉ, con gấu, hoảng loạn, giật đứt xích chạy biển. Sáu đợt Đài Bắc, các anh về quốc quân ở một đơn vị Nam Tiễn, động quân gần đó, chia nhau đi tìm cứu những người bị nạn. Các anh tìm thấy em nằm chết giấc dưới cái hổ rác cành quán. Em không bị thương, chỉ bị sức ép. Các anh bể em về đơn vị cứu chữa. Đơn vị Nam Tiễn này toàn người Huế, vừa đánh nhau ở mặt trận Nam Trung Bộ rút về đây, chuẩn bị lên tàu trở ra Huế. Các anh thay phiên nhau săn sóc em và đặt cho em cái tên mới là Về, tức là Về Quốc Đoàn. Hồi còn ở gánh xiếc, lão chủ đặt tên em là Tiểu La Thành. Còn tên ba mà đặt thì em không còn nhớ nữa. Ra đến Huế, anh chỉ huy đơn vị được ban chỉ huy trung đoàn điều động về chỉ huy trung đội ca nông 75 ly. Anh ấy đem em theo làm liên lạc cho đơn vị từ đó đến nay. Hiền hỏi,
Rửa cậu không nhận được lệnh của ban tham mưu trung đoàn triệu tập về đội thiếu niên trinh sát hay răng, mà mãi chiều hôm qua cậu mới đến. Có, nhưng các anh ở trung đội cá nông không chịu cho mình đi. Các anh ấy nói, chú My ở đây, rồi các anh dạy cho làm pháo thủ, oách bằng mấy tụi thiếu niên trinh sát, đi mừng chi. Mình khóc hết nước mắt, các anh cũng không cho. Mình ức quá, bỏ ăn hai bữa liền. Mãi đến chiều hôm qua, anh trung đội trưởng thương mình đói, mới chiều kỹ dậy cho mình về nhập đội. Từ Giác lúc này đang ngồi vắt dẻo ở khung cửa sổ. Chú bỗng nhảy phốc xuống đất và kêu lên với giọng ngạc nhiên thật sự. Ơ tê, rửa là đội mình lại có thêm một thằng nữa, không có họ. Trời sập tối, bầu trời đêm thấp nặng lạ thường. Từ phía cửa Thuận An, mây đen xám xịt, tầng tầng lớp lớp, cứ ùn ùn kéo mãi về, như muốn lấp cho bằng kính khoảng trời thành phố. Góc trời phía nam thành phố chợt lóe sáng. Đó là ánh chớp từ miệng ông già 75 đặt ở lưng núi Ngự Bình, khạc đạn xuống khu vực Pháp, mở đầu cho đợt tấn công của quân ta đêm nay, đêm thứ 26 của cuộc chiến đấu bao vây thành phố. Theo lệnh của đội trưởng, toàn đội thiếu niên trinh sát đã tập hợp thành đội hình chữ U ở gian buồng giữa. Im lặng, chờ đợi, hồi hộp. Ngọn đèn bão đặt trên bàn kê sát tường, chiếu sáng những bộ quân phục thùng thình, những cái mũ calo, bê rê, mũ cứng tiếp phòng quân, chiếu sáng những cặp mắt long lanh, những cái mũi hết lên chờ đợi, những cái miệng hé mở sốt ruột. Cốp, cốp, cốp. Đội trưởng từ ngoài cửa chính bước vào, vững chãi trong bộ quân phục màu xám. Lưng thắt xanh tua rong da, chân dẫn giày đinh cao cổ. Dáng anh thật đẹp. Anh đội mũ calo dạ màu rêu, hơi lệch một tí, để lộ mái tóc chải mượt. Trước mặt các chiến sĩ nhỏ tuổi của mình, đội trưởng bao giờ cũng ăn mặc, đi đứng nói năng rất đúng tác phong kỷ luật quân đội. Toàn đội rất hãnh diện về người chỉ huy của mình. Nhiều em còn cố bắt chước anh từ cách đi đứng, hô khẩu lệnh đến tất cả những cử chỉ đưa tay đưa chân. Có em còn chú ý nhận xét đội trưởng bao giờ bước đi cũng bước chân trái trước và tập làm theo. Tối hôm đó, Vịnh Xưa làm trực nhật. Chú cũng gọn gàng chững chạc, không kém gì đội trưởng, chỉ mỗi tội bộ quân phục quá rộng nên không được oai lắm. Từ trong hàng bước ra, Vịnh hô toàn đội đứng nghiêm. Giọng chú sang sảng, rất đúng quy cách khẩu lệnh. Bắt chước đội trưởng, em đứng yên lặng mấy giây, đưa mắt nhìn bao quát cả đội, kiểm tra hàng ngũ. Khi đã thật ưng ý, mới rắn rỏi tiến lại trước mặt đội trưởng với những bước đi đều. Em dừng lại cách đội trưởng ba bước, giật mạnh cánh tay, đưa lên ngang giành mũ chào, dõng dạc báo cáo quân số. Toàn đội tập hợp 32 chiến sĩ, đủ hết. Đội trưởng đưa tay chào lại, cho đội trở về tư thế nghỉ và ngồi xuống. Anh nhìn chiến sĩ trực nhật, nhìn toàn đội với ánh mắt âu yếm, khác hẳn mọi hôm. Anh bước đến cạnh bàn, rút cuốn sổ tay trong túi ngực, đặt xuống cạnh ngọn đèn bão. Anh báo cáo với đội. Đêm qua, quân ta cả hai mặt trận khu B và khu C đã đồng loạt tấn công quyết liệt các vị trí trọng yếu của giặc như Gara La Croix, Viện Dân Biểu, Nhà Giấy Thép, Lầu Công Chánh. Một đơn vị cạm tự thuộc mặt trận khu B đã khiêng bổn quả bom vào chính giữa khách sạn Moran, giật sập một tầng lầu, giết gần 50 tên giặc, thu 8 súng trường, 1 tiểu liên, thiêu hủy 1 kho xăng và nhiều lốp ô tô.
trên con đường trước cửa nhà ngân hàng, một chiếc xe tăng của giặc có gắn đài bác Beaufort bắn dồn dập vào một đơn vị của quân ta bố trí gần đó. Vừa bắn, chiếc xe tăng vừa chồm lên, lao thẳng vào giữa đội hình quân ta, định chà nát cả đơn vị dưới xích sắt. Tính mạng mấy chục chiến sĩ của ta chỉ còn treo trên sợi tóc. Ngay lúc đó, một chiến sĩ đứng phắt dậy, ôm một trái bom ba càng xông thẳng đến trước mũi chiếc xe tăng. Anh lao cả người cùng trái bom vào khối thép đồ sộ như hòn núi. Chiếc xe tăng nổ tung, xích sắt đứt lìa, nằm bẹp dĩ một đống như đống bùn. Người chiến sĩ cảm tự hy sinh, nhưng đơn vị đã được cứu thoát. Cả đội gần như nín thở, miệng há ra, mắt không chớp, nuốt lấy từng lời của đội trưởng. Nhiều tiếng suýt xoa bật lên, rồi nổ bùng một tràng pháo tay. Cả đội vỗ tay rần rần, hoan hô chiến công tuyệt vời của người chiến sĩ cảm tử. Đội trưởng đứng lặng một phút nhìn các em. Chính anh cũng lây nổi xúc động bồng bột của các em. Một câu văn có lần anh đọc trong một cuốn sách nào đó, lúc này vụt chói ngời trong trí nhớ anh. Những hành động anh hùng, những tình cảm cao cả, những sự tích phi thường là món ăn tinh thần tốt nhất để nuôi dưỡng tuổi thơ. Tư Giác ngồi ở hàng phía sau, nhúc nhích cựa quậy liên tiếp như bị kiến đốt. Nó quay sang bên phải, bấm khẽ vào đùi Vịnh Xưa, ghé miệng thì thầm vào tai bạn. Láo chữ cầu. Láo cái chi? Vịnh Xưa cau mặt hỏi. Còn láo cái chi nữa? Láo cả người với bom ba càng vô xe tăng tuổi Tây đó. Tư Giác thì thầm trả lời với vẻ mặt đặc biệt nghiêm trang ít khi thấy ở chú. Nếu gặp trường hợp như rửa, thì cậu có giảm láo bom như anh ấy không? Rửa con cậu, nhất định là tớ sẽ láo. Cặp mắt Tư Giác lóe sáng hăm hở. Chết là cùng cho chí. Một mình chết cho bao nhiêu người sống. Chết như rửa còn sướng hơn tiên. Vịnh Xưa từ trước đến nay vẫn cho Tư Giác chỉ được cái giỏi làm hề, chọc cho anh em cười, chứ chẳng làm được cái gì ra trò cả. Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt và nghe giọng nói khác lạ của bạn, Vịnh Xưa bỗng tin là cậu ta có thể lao cả người và bom ba càng vào xe tăng giặc thật. Mừng ngồi phía sau Vịnh Xưa, giỏng tai nghe hai bạn trò chuyện. Em chợt ghé sang hỏi Tư Giác. Anh Tư nè, rửa trại bom ba càng to, ướt chân mố hả anh? Có nặng lắm không? To nhỏ thì việc chi đến cậu? Tư Giác lạ lùng nhìn Mừng. Mừng rụt rè nói. Tôi sợ trại bom to quá, tôi ná rắn nội mà lao. Ủa, cậu mà cũng đòi lao cả quả bom ba càng nữa kia à? Anh láo được thì tôi cũng láo được chứ. Ban chỉ huy trung đoàn sáng nay đã quyết định. Tiếng đội trưởng đột ngột cất cao, cắt ngang câu chuyện của hai em. Anh rút tờ giấy đánh máy có dấu son đỏ, kẹp trong cuốn sổ tay, ghé bên ngọn đèn bão dõng dạc đọc. Do tình hình khẩn trương của mặt trận, đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn tạm dừng đợt huấn luyện. Đúng 8 giờ sáng ngày mai, tháng 12 năm 1946, toàn đội phải có mặt đầy đủ tại sở chỉ huy mặt trận khu C để nhận nhiệm vụ chiến đấu. Cả đội ngồi liệm có đến một phút. Im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng con thạch sùng tặc lưỡi trên trần nhà. Bất thần giọt lên như những chiếc pháo thăng thiên, cả đội vụt đứng hết dậy. Các em lột mũ, tùng tới tấp lên trần nhà, vừa nhảy như choi choi, vừa vỗ tay hoan hô, đến muốn dỡ cả ngôi lầu doanh trại. Như để hưởng ứng nỗi vui mừng cuồng nhiệt của các chiến sĩ nhỏ tuổi. Đúng lúc đó, phía mặt trận tiếng súng đủ các cỡ,
tiếng lựu đạn, bom mìn rộ lên từng đợt dài không ngớt. Vào những phút như thế, không thể làm sao không hát. Tất cả chẳng cần đợi ai bắt nhịp, cùng một lúc dương thẳng người, căng lồng ngực, cất cao giọng rập ràng hát vang. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có mong chi đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết không lui. Khi đội đã trở lại trật tự, đội trưởng nói giọng mềm hẳn đi. Anh hết sức xúc động và cũng hết sức vui mừng thấy các em náo nức đến như thế khi được tin sắp ra mặt trận. Những ngày sắp tới đối với người chiến sĩ trinh sát chúng ta sẽ là những ngày tuyệt đẹp, nhưng đồng thời cũng đầy gian khổ hiểm nghèo. Trong chiến đấu, các em có thể bị thương, bị giặc bắt, thậm chí có thể hy sinh. Nhưng chưa lúc nào như lúc này, anh thấy tin tưởng một cách sâu sắc rằng những ngày sắp đến, dù vấp phải gian khổ hiểm nghèo đến đâu, nhất định các em sẽ làm đúng được như lời các em vừa hát. Ra đi, thà chết không lui. Giọng anh bất chợt vang lên, to như đang nói trước cả một đoàn quân. Chúng ta quyết ra đi thà chết không lui để góp phần cùng các anh lớn đánh đuổi bọn thực dân cướp nước ra khỏi bờ cõi tổ quốc thân yêu của chúng ta. Khi đất nước đã tự do, tổ quốc đã hoàn toàn độc lập, thì nhất định người Việt Nam chúng ta sẽ được hưởng một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc gấp trăm nghìn lần hôm nay. Lứa tuổi các em sẽ không còn phải đi ở, đi làm xiếc rong, đi bán kẹo, bán bảo để kiếm miếng ăn hàng ngày, như các em trước đây đã phải chịu đựng. Tuổi nhỏ, ai ai cũng được cấp sách đến trường, được ca hát vui chơi. Đến tuổi khôn lớn, các em sẽ được thỏa sức đếm hết tài năng sức lực của mình, cống hiến cho nhân dân tổ quốc. Người già lão sẽ được vào an dưỡng đường, an dưỡng tuổi già. Người ốm đau bệnh tật sẽ được vào nhà thương không mất tiền, có đầy đủ thuốc men chữa cho lành bệnh. Từ trong hàng, bỗng một em rụt rè đưa tay lên, làm đội trưởng phải ngừng lời. Anh cầm cây đèn bảo, đưa cao nhìn xem em nào. Mừng đó hử? Đội trưởng hỏi, hơi nheo mắt lại. Em muốn hỏi gì à? Mừng bối rối đứng lên, em rụt chân, xuôi hai tay đứng nghiêm, chớp chớp mắt ấp úng hỏi. Dạ thưa anh. Dạ, đến lúc đó thì người bị mắc bệnh hen suyễn kinh niên có được chữa lành không à? Cả đội ngoảnh lại nhìn Mừng. Như mọi bận, chắc nhiều em phải phá lên cười vì câu hỏi ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Mừng. Nhưng lúc này không em nào cười cả. Nhiều tiếng suỵt suỵt ra hiệu cho Mừng không được hỏi ba láp như thế nữa. Vịnh Sưa hớn hải, nhớ người lên túm thắt lưng Mừng kéo rị xuống, khẽ gắt. Cậu không thấy đội trưởng đang nói chuyện quan trọng đánh Tây cứu nước. Cậu lại đi hỏi chuyện bầy bà hen suyễn kinh niên. Vịnh nhìn lên đội trưởng như có ý xin lỗi về sự thiếu sót của tổ viên mình. Mừng hẳn mới vô về quốc quân, hẳn còn non dài lắm, anh tha lộ cho hẳn. Cặp mắt em như muốn nói vậy. Đội trưởng vẫn không rời mắt nhìn Mừng. Anh đang tự hỏi, làm sao chú bé không nhà, không cửa, không mẹ, không cha, không có cả họ hàng này lại đặc biệt quan tâm đến người mắc bệnh hen suyễn. Anh chợt nhớ cách đây dăm hôm, lúc đó đã đến 10, 11 giờ đêm, anh đang ngồi soạn khoa mục cho buổi tập sáng mai. Chợt Vịnh Sưa đẩy cửa bước vào, đứng nghiêm báo cáo. Báo cáo anh, Mừng nó rất vô kỷ luật. Em vừa bắt gặp nó treo tót lên tầng ngọn cây buốt buốt đằng sau doanh trại,
cái cây cao nhất vườn mà anh có lệnh cấm, không ai được treo lên đó. Anh phải sợ hãi kêu lên. Trời, cái thằng, đêm hôm khuya khoắt như rửa, hắn treo lên mần chi, ngạt một cái thì tán xương còn gì. Vịnh nói, dạ, hắn treo lên để hải lã tầm gửi đầu chéo léo trên cái ngọn chót vót nhất đó. Hải cả một ôm to tưởng. Em gọi hắn xuống, hỏi, cậu hải mân chí cái thử lã bá lạp đó mà treo cây giữa lúc nửa đêm, lỡ ngạ thì mân răng. Hắn gọi lại em, thử lã tầm gửi ní quỷ lắm chứ ánh tượng. Cắt nhỏ phơi khô sao vàng hà thổ, rồi sắc lên mà uống, thì mắc bệnh hen suyễn kinh niên nặng mấy cũng lành. Em tức quá hỏi, ai bày bày bà cho cậu rửa mà cũng già dột nghe theo? Cậu ấy nói, cụ ba trà già nhất trong xóm túi bày, đây là môn thuộc gia truyền quỷ nhất của cụ. Cụ thương túi lắm, cụ mới bày, chứ người khác có thuê vàng, cụ cũng chẳng bày chó mô. Chắc trong cuộc đời chủ bẻ này, có uẩn khúc chí đây. Anh nghĩ vậy, rồi ôn tồn hỏi. Em muốn biết sau khi đánh đuổi hết bọn thực dân, nước ta đã hoàn toàn độc lập, thì những người bị mắc bệnh hen suyễn kinh niên có thể chữa lành được không? Có phải rửa không? Dạ phải. Mừng trả lời, giọng hồi hộp. Vậy thì anh xin cả quyết nói với em rằng, không những chỉ những người mắc bệnh hen suyễn kinh niên, mà cả những bệnh hiểm nghèo khác cũng sẽ được chữa khỏi. Vì lúc đó, mọi thứ thuốc men tốt nhất, mọi thứ máy móc dụng cụ chữa bệnh công hiệu nhất đều được dành để chữa cho nhân dân lao động, trong đó có các em, cha mẹ, ông bà các em. Những thứ này dưới thời nô lệ, chỉ dành riêng cho bọn thực dân vua quan, bọn giàu có, lắm tiền nhiều của mà thôi. Những người như anh em chúng ta đừng hòng mà rờ đến. Em còn thắc mắc chí nữa không? Dạ thôi à. Mừng vui sướng đáp to. Cặp mắt em ngời lên, long lanh dưới bóng sẫm dành mũ cứng đội quá nửa mặt. Ngước lên nhìn đội trưởng, cảm kích, biết ơn. Rồi như không sao kìm giữ nổi niềm xao xuyến, bồng bột trong lòng. Mừng chồm qua vai Vịnh xưa, thì thào nói với Tư Giác. Anh Tư nì, độc lập sưởng quá anh hè. Tư Giác cho câu hỏi của Mừng là thừa. Nó đáp, không thèm quay đầu lại. Chuyện, độc lập mà không sưởng, thì tội và chí cả nước lắng ra mặt trần, nền nhau với tụi Tây, bệ đầu chảy máu.